nó tròn thấp xuống như vậy, lấy bằng cái đầu gò thôi, để gò này để 70% mà để gò được vô sẽ nó chảy xuống là nhiều, nên mình đưa xuống là nó vừa, tại vì anh chị em mà để xuống nó sẽ chỗ dày chỗ mỏng. Đập, 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 đưa xuống kéo, đập, đập, cho nó vô
trơn là đợi cái đó. Thấy chưa? Kéo ra là mức lượng. Nhìn, nhìn là thấy phê luôn. Cửa thấy cái ông lưu của mình không? Nó rất là chuẩn, nhắn nha. Anh đã trở lại. Anh trở lại lâu rồi em. Nhớ là cục bột clear này, thấm xuống nè. Để lên, để từ trong ra ngoài cho không phải để đi khúc nối không được quẹt nha. Đó là làm là phải làm cho đúng đó. Xong rồi bắt đầu đưa cục bột xuống. Thấy không? Tình yêu đưa cục bột, tình yêu kéo xuống nó mới đủ. Chứ mình kéo từ trên đây tới đây, tới đây nó ngưng lại, nó không có đưa xuống tới cái đoạn ngón. Như vậy là cục bột mình đã khô và hết cái ngón. Xong rồi mình cũng đốt lại hai bên cái cuticle cho nó đẹp, nó đừng có lan ra ngoài. Tí mình vuốt nó không có bị ảnh hưởng tới ngón tay của người ta. Thấy không? Nhìn cái móng kim màu nó khô lại nó rất là đẹp. Cảm ơn chị Vinh Nhi Võ. Nhớ nha, những cái màu này anh chị em nào có muốn mua thì gọi số điện thoại cho tình yêu để order hàng nhé. Màu này lúc nào cũng có, rất là dễ làm, mua về rất là dễ làm, không cần phải chuyên nghiệp đâu, làm cũng vẫn được. Thấy không, tay chân của mình đó, mình đã từ từ khi bột nó đang còn chảy là mình nghiêng cái móng, mình đưa cái cục bột vô trước cho cục bột nó ráo đã, là mình bắt đầu mình vuốt. Thấy không, đây là cái nacho hông rê của mình rồi. Cái này là cái màu, cái món này là cái món everyday, ngày nào cũng có, cho nên mình vô mình học hỏi, mình vô mình kiếm cách mình làm, mình học hỏi mình làm cho nó đẹp để mình kiếm thêm tiền ha. MMA nó sẽ bị vàng bột. Và thứ hai nữa là nó làm cho bột khô, nó không có nó làm cho bột cứng, cho bột khô mà không có rút được. Còn cái liquid EMA nó làm cho bột bị dẻo. Mình rút từ từ dành cho những người nào mà chưa có thành thạo lắm thì làm được hết. Dạ không có chi Tiffany. Anh làm live mỗi ngày mà. Nói chung không ít thì không nhiều thì cũng ít, cũng chia sẻ được cho người Việt Nam, cho người Nam của mình được một chút nào đó về cái kinh nghiệm của mình, hiểu biết, đúng không? Nói chung truyền qua truyền lại, anh cũng đi coi người này người kia để học hỏi thêm những cái gì mà cần phải học hỏi thì mình phải học hỏi thôi. Học hỏi đâu có thiệt thòi cho mình đâu sao. Tại vì người ta chia sẻ cho mình là người ta đưa tiền cho túi mình. Rất nhiều cây như cây liquid xài. Cái cọ của anh đó ha, cái cọ này đó ha, cái cọ này là
số 14, 32 đồng em. Cái cổ anh đang xài là 32 đồng, anh bán là 32 đồng. Anh chị em biết bây giờ có cái gì cũng lên giá, anh chị em, cái gì nó cũng lên giá, cho nên việc mình bán đồ mình cũng phải lên giá. Tại vì mình mua vô đã cao rồi, mình bán lại thôi, bán lại không có lời thì phải làm đâu. Thứ hai, kéo nhẹ cái tay này. Kéo xong rồi nó kêu là mình phải đưa vô, mình kéo lấy nó ra, không có lời. Dạ không, cỏ 20 nó bận quá em không bán, phải nói chị ạ. Em chỉ bán hai cái cỏ 16 và 14 thôi, em không có cỏ 18, không có cỏ 20. Tại vì anh chị em hiểu không, thật sự ra mình làm nail á, mình làm nail cái cỏ nó bự là mình làm theo cái thói quen mà thôi, chứ không phải là vấn đề nó bự là mình lấy nhiều bột đâu. Nếu mà mình có kinh nghiệm á, mình biết cách lấy bột á, là mình lấy bột rất là lớn. Với cái cỏ số 14 này là cái thời điểm này á, là cái cây cỏ đó, cây cỏ cái thời điểm này khách hàng ít có làm móng dài lắm. Nó làm ombre thì mình lấy cục bột cỡ này là dư sức, là cái này là chỉ lấy đơn giản thôi là đã lấy được rồi. Còn nếu như mà nó móng nó dài, mình lấy chút xíu nữa cũng ok, tại vì ombre nó không phải là nguyên móng. Cái phần mà lấy nguyên móng á, nó cũng không có gì khó đối với mình. Mình biết cách lấy là cỡ nào mình lấy cũng được rồi. Còn mấy cái cỏ nó bự quá, nó che luôn cái móng tay mình không thấy được. Đó là mình làm theo thói quen thôi. Ông Rê lấy giá bao nhiêu hả? Rồi anh làm một tay bình thường, ông Rê như vậy là 55 đồng em. Làm một tay ông Rê bình thường như vậy, không có cái gì hết thì lấy 55 đồng. Tùy theo khu vực em ơi, tùy theo chỗ. Có chỗ họ lấy 60, có chỗ họ lấy 50, có chỗ họ lấy 45, có chỗ họ lấy 40, mình không biết đâu họ. Nên chỗ mình thì mình lấy như mình thích, lấy như mình lấy. Dùng giá của mình thì mình cảm thấy ok đối với cái công sức của mình thì lấy thôi. Ok. Nói về cái cỏ thì ví dụ như chị em xài cái cỏ bự quá, khi mà cái móng nó nhỏ như này thì em khó đắp, chị em cứ lấy. Thật sự ra khi mình làm móng bự, cái cỏ nó bự, mình lấy cái bột nó nằm cái góc bên này không, nó không có lại là nguyên cái móng, mà nó nằm bên có một góc à. Tại vì nó bự quá mình đâu có lấy được nhiều, mình lấy nhiều quá không được, lấy ít thôi. Mà lấy ít quá thì nó không, cái cỏ nó ấy. Cái bột đầu tiên này nó thực sự ra nếu mà cái cỏ nó bự quá mình đâu có lấy được cái bột ở giữa mà mình lấy ở góc không đó, thì nếu là cái bỏ cái bột là mình biết là mình thấy đường hết à. Cái cỏ nó nhỏ là vừa cái tay là mình thấy đường hết để mình làm đó, thấy không. Rồi cục thứ hai là mình bỏ ra, cục thứ hai mình bỏ ra cục bột của mình, nhớ dậm trong khi được rồi mình kéo cái tay của mình thiệt là nhẹ nha, chứ đừng có kéo mạnh quá nó bị móp. Anh chị em biết nó bị móp không, nó bị móp rồi nó làm cho cục bột bị méo, là giờ chồng lên nhau nó không có đẹp, nó không có láng. Cái tay mình làm bò làm một là cái nhẹ nhàng, cái đường nhẹ này thấy không, cái tay đưa xuống là kéo nhẹ, nó có dư là mình lấy ra thôi. Đó, bên đây cũng vậy, là mình đi qua là mình đưa xuống kéo đó. Như vậy là cục bột nó sẽ mứt được, thấy không, nó không có bị móp, nó không có bị móp không. Rồi thì dạ cảm ơn bằng chú kêu anh, mình nghe nó ngọt ngào hơn, kêu chú nó già lắm. Tình yêu ngay nó khổng ra, nhưng mà tình yêu là không. Rồi, em sợ nhận đệ tử lắm, tại vì đệ tử nó bán em nó ăn hoài, em sợ. Dạ, liquid thì em không có bán, nhưng mà em sẽ... anh chị em nào mua bột thì tình yêu sẽ đưa cái số điện thoại, rồi tình yêu sẽ cho cái số điện thoại anh chị em gọi cho cái chị ở dưới Houston, chị sẽ ship cho anh chị em ha. Thì không có bán đi được một bình như là chị lấy như là 90 rồi ship bên thêm 10 đồng là 100 đồng xài rất. Chính xác gì nói đúng rồi. Anh năm nay mới 19 tuổi, không 28 tuổi chứ không phải 19. Anh 19 anh đâu dám xưng anh đâu. Nhiều khi có mấy anh chị trên đây lớn tuổi hơn sao, đúng không? Dũa rất là nhẹ nhàng nha, nhớ rất là dũa. Đây chân của mình dũa nè, mình dùng cái đòn, mình dũa cái dũa, mình dùng cái dũa, mình dũa, mình đừng có dùng sức ém cái cục bột, mình chỉ dũa cho nó thẳng thôi.
dùng sức đâu. Tại vì khi cái lực mình dùng sức mạnh quá đó, bên tay phải thì nó mạnh hơn, mình dù nó ăn nhiều hơn thì nó sẽ bị méo. Còn cái này mình không có dùng sức, mình chỉ dùng cái kỹ thuật thôi, dùng cái kỹ thuật đắp bột của mình để mình dùa đắp bột vô cái móc cho nó đẹp. Mình dùa cái này là mình dùa mình lấy là cái xét thôi, chứ không phải là mình dùa để mình lấy cho nó ngay thẳng, đúng không? Mỗi người mỗi làm một cách khác, nhưng đối với anh cái cách của anh là anh dùng đắp bột, anh dùng đắp bột để cho nó chuẩn hơn là khi mình dũa. Còn người ta dùng dũa, còn anh là anh dùng đắp bột để cho nó ngay đó. Rồi bây giờ mình sẽ dũa. Trước khi mình dũa thì mình dũa cái đầu nhọn trước, lúc này cũng dũa bằng cái đầu nhọn trước đó, dũa bằng cái đầu nhọn để chi cho nó sạch cái silico. Cái silico này khi mà mình dũa cái xếp để cho nó sạch cái xếp không, anh đắp bột như dũa. Đúng rồi, tại vì do mình đắp bột chuẩn lắm, mình dũa không có gì luôn đó. Yeah. Cái đầu dũa này không có bị đứt tay, mình dũa cái silico trước đó, nó không có bị đứt tay, lỡ nó vô tay khách hàng nó không bị đứt nha. Anh cái đầu dũa này anh chị em nào đó mà dũa yếu á, con mắt mà yếu á, mình mua cái này về mình dũa. Cái phần tay nghề mình yếu cũng mình mua về mình dũa, không có ảnh hưởng đến móng tay cái đồ của khách hàng đó. Mình dũa vô tư luôn, mình dũa vô cho nó ăn bột. Có nhiều người hỏi tại sao mình dũa ăn bột mà nó không ăn cái món ăn cái da đó, mình cũng biết là kỹ sư chế ra cho mình không có biết. Những người ta chế ra người ta biết, mình không biết, mình chỉ thấy hay mà mình mua về mình bán lại lấy lời thôi. Có nhiều người làm nhưng em thấy anh là người dũa xếp chuẩn. Ờ dạ cảm ơn anh, thật sự ra anh không phải anh dũa nha anh chị em. Anh tình yêu là cắt cái móng xong rồi anh dũa trước khi anh đắp bột, mà anh đắp bột anh đắp vô cái móng cho nên anh cái móng nhìn nó thẳng. Tại vì mình đắp bột á, cái cỏ của mình á, mình có thể mình làm vô cái xếp luôn cho nó thẳng, cho nó đẹp luôn. Khi mình ra là mình không có dũa nhiều, mình chỉ dũa sơ thôi. Tại vì khi mình đắp bột á, cái cọ mình đắp bột nó không bị đứt tay, mà cái dũa mình dũa nhiều nó sẽ bị đứt tay. Đó là cái phương thức của mỗi người mà mình dũa nhiều quá nó bị nhiều khi nó dày bột quá cái mình dũa nó mình đè mạnh quá nó bị đứt tay, cho nên mình đắp bột nó cố gắng mình đắp làm sao cho nó vô cái móng, chứ đừng mình có đắp tràn lan xong rồi mình nói để tí xíu mình dũa nha. Anh chị em phải mua cái đầu dũa của này, anh chị em mua cái đầu dũa của này để anh chị em phá nó xuống hết rồi anh chị em làm lại nha. Đó là cái làm phiêu mà đổi màu khác là mình phải dũa xuống, dũa nó mỏng xuống rồi mình làm cái màu khác mới được. Điếp cũng được nha, dũa cái gì cũng được hết. Dạ, cảm ơn anh chị em đã ủng hộ nha. Dạ, cảm ơn chị Tạo Lê, đã mua cái đầu dũa thành của em về xài rất là thật. Thấy mình bỏ treo lên là đẹp tuyệt vời, nhớ mặt trời luôn. Cái màu này anh chị em mà làm cho khách bị trắng riêng gì trắng thôi. Mấy cái màu nhẹ nhẹ này, cái màu nhẹ nhẹ này là thích lắm. Chỉ có những người nào ta thích làm design, người ta làm màu mè. Còn những người vô mà ta muốn làm ombre, người ta đa số là người ta muốn có dùng cái màu natural nhiều hơn. Đa số những người ta thích màu mè thì ít lắm. Ta thích bình thường, như hơi móng hơi dài dài chút xíu. Còn phần thì người ta làm ombre bình thường mà nó đẹp. Mấy cái màu này rất là đẹp.
sư phụ hai bên gì hả? À, bên xem bên xem à, em ghi mà em có gió em tưởng là em nói em thích máu của sư phụ chết luôn. Có nhu cầu muốn mua bột thì gọi số điện thoại đó cho mình ha. Rồi.